Chào quý vị, bây giờ là bản tin an ninh cận cảnh. Mời quý vị cùng theo dõi những tin tức về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội vừa cập nhật. Tôi là Tú Trinh, tôi sẽ đồng hành cùng quý vị trong 10 phút sắp tới của bản tin. Tù ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông nguyễn duy hưng chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn thuận an về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ Cùng vụ án, c ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Anh Quang, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa khối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc tập đoàn Thuận An bị c khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa khối lộ Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, gồm Nguyễn Giang Thảo, Giám đốc Ban và Đàm Giang Cường, Phó Giám đốc Ban. Cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thảo bị điều tra thêm tội, nhận hối lộ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung được đường mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Sáng ngày 16 tháng 4, tại thôn Măng Khên, xã Đắc Mang, huyện Đắc Lây, tỉnh Con Tum, xảy ra vụ xe ô tô tải tự gây tai nạn khiến hai người tử vong tại chỗ. Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô tô tải cho tài xế NQN, 32 tuổi, điều khiển, chở theo anh NTT, 25 tuổi, cùng chú tại tỉnh Quảng Nam, đang lưu thông theo hướng từ Quảng Nam đi Con Tum. Khi đến tại km 1420-200 đường Hồ Chí Minh, đoàn qua thôn Măng Kinh, thì xe ô tô tải bất ngờ tự gây tai nạn, lao xuống mương thoát nước bên trái đường. Cố gia chạm đã khiến hai người tử trông tại chỗ. Các phương tiện lưu thông qua khu vực đèo lò xo so bị ách tắc hàng tiếng đồng hồ. Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng huyện Đắc Lây đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người bị nạn, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an quận Liên Chiểu vừa phối hợp với đồn công an khu công nghiệp Hòa Khánh quận Điên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, bắt giữ đối tượng Phạm Giang Hoàng 20 tuổi, quê ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội cướp giật tài sản trước đó chị Nguyễn Thị Thúy Hằng 34 tuổi trú phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường số 4 khu công nghiệp Hòa Khánh thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát giật một túi sách bên trong có một số giấy tờ tùy thân và một ít tiền mặt sau đó chị Hằng đến đồn công an khu công nghiệp Hòa Khánh trình báo đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Chiểu phối hợp với đồn công an khu công nghiệp Hòa Khánh tổ chức điều tra tại hiện trường và truy xét theo dấu chết và tiến hành bắt giữ Phạm Văn Hoàng Tại cơ quan công an, Quang khai nhận sau khi ăn trưa ở chợ Hòa Khánh Bắc, Quang đi tìm tiệm cháo dinh dưỡng để mua về cho con và nãy sinh ý định giật túi sách khi vụ việc đang tiếp tục được công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố 24 bị can về hành vi truyền bá và quá phẩm đồ trị. Theo kết quả điều tra, ngày 30 tháng 3 2022, BVT cùng HND tạo nhóm trên ứng dụng Zalo chia sẻ đăng tải phổ biến các video chứa nội dung khiêu dâm, đồ trị để những người trong nhóm xem, bình luận. Sau đó, T và D thêm nhiều thành viên là người thân bạn bè, chủ yếu đang làm việc sinh sống trên địa bàn thành phố Tam Kỳ vào nhóm để chia sẻ các video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồ trị, có nguồn gốc từ trên mạng. Kết quả kiểm tra trích xuất dữ liệu xác định, tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm Zalo này có hơn 100 thành viên tham gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tam Kỳ đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng, cho lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng còn lại để điều tra xử lý. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang làm rõ nguyên nhân một chiếc xe tải bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Chầu Giây. Thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4, ông Quỳnh Trọng Nghĩa, 26 tuổi quê bạc liêu, điều khiển xe tải trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Chầu Giây hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Trung. Khi đến địa phận xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bất ngờ phía sau xe tải bốc khói mù mịt. Phát hiện vụ việc, anh Nghĩa dừng xe vào làng khẩn cấp rồi báo cho các cơ quan chức năng nhận tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực nhân trạch phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa vụ cháy không gây thương vong về người nhưng gây hư hại hàng quá và một phần xa tải Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Đinh Thanh Hải, 46 tuổi, trú xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam để điều tra về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Đinh Thanh Hải là nhân viên của khách sạn La Si Dinh ở thôn Khiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Si, Bình Thuận do ông Nguyễn Minh Kiệt làm chủ. Ngày 7 tháng 10 2019, khi được sự đồng ý của chủ khách sạn, khả lấy ô tô 86A08135 của khách sạn chở khách đi các tour du lịch tại thành phố Phan Thiết, Đà Lạt, Lâm Đồng và Nha Trang, Khánh Hòa. Đến ngày 12 tháng 10 năm 2019, hãy quay về thành phố Phan Thiết Do có người đòi nợ và không có tiền tiêu xài cá nhân, nên Hải nảy sinh ý định cầm thế ô tô trên với số tiền 100 triệu đồng. Ngày 16 tháng 10, 2019, không thấy Hải mang xe gì, chủ khách sạn đã kiểm tra định vị chiếc xe và đến công an thị xã La Gi trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã La Gi phối hợp với công an phường Phú Thủy thu giữ ô tô 86A08135, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 4 tại Bình Dương đã xảy ra một vụ cháy xưởng may trong khu dân cư tại thành phố Tân Uyên đã khiến nhiều người dân hoảng loạn. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện có cháy xảy ra ở xưởng may gần khu dân cư tại đường Đường tỉnh 747 thuộc khu phố Mỹ Hiệp, phường Thái Hòa, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa mỗi lúc một lớn lan trọng và bao trùm xưởng may. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực dập lửa. Đám cháy đã lan sang cơ sở sửa chữa máy, có nhiều bình oxy phát nổ lớn, dù cháy gây ra khói mù mịt cùng nhiều tiếng nổ lớn phát ra, nhiều người dân quảng sợ phải di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn. Trạm cảnh sát giao thông Tây Bắc, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp xử lý hiện trường, xác định nguyên nhân vụ xe container tông giải phân cách cuốn xe máy vào gầm ngày 16 tháng 4. Theo đó, xe container biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên tỉnh lộ 8 theo hướng về đường Quỳnh Minh Mương, huyện Củ Chi, khi vừa qua giao lộ tỉnh lộ 8 Lê Thị Ân, giáp xã Tân Thành Đông với xã Trung An, huyện Củ Chi, thì xe container tông vào giải phân cách, lao sang làn đường ngược lại và va chạm với xe máy biển số tỉnh Tiền Giang do người đàn ông khoảng 50 tuổi cầm lái. Xe container tiếp tục cuốn xe máy dầu gầm, kéo lê lên dĩa khe và chỉ dừng lại khi tông ngã nhiều cây xanh, cổng rào bằng lưới thép của cửa hàng nông sản. May mắn người đàn ông đi xe máy đã ngã ra đường chỉ bị xây sát nhẹ Khi nhận hàng loạt giải phân cách bị ủ chăn phần đầu xe container bị hư hỏng và xe máy của người đàn ông bị mắc kẹt dưới gầm một trụ điện bị kéo nghiêng do dây điện chướng vào thùng xe container nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được cho là do xe container bị nổ lớp Thưa quý vị, gần đây nhiều tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa hàng loạt, sẽ không có gì đáng nói nếu động thái này không diễn ra trùng với cao điểm ngành chức năng của thành phố ra quân kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng, liệu đây có phải là chiêu trò để né tránh kiểm tra, mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau đây. Ghi nhận tại chợ Qua Bình, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, khu vực kinh doanh vàng tập trung luôn diễn ra hoạt động mua bán vàng rất sôi động trước kia. Những ngày gần đây có một số tiệm vàng đóng cửa im lìm, điều này đã khiến không ít người tiêu dùng bối rối vì không thể thực hiện hoạt động giao dịch. Hôm nay tôi đến đây để bán vàng nhưng mà tôi thấy đóng cửa rồi, tôi có điện thoại nhưng mà cũng chưa có liên lạc được và tôi không biết khi nào thì mới có thể giao dịch được ở đây. Giờ vàng đang lên nên tôi cũng đang muốn bán đi cái số vàng hôm bữa đã mua cảnh các tiệm vàng đóng cửa hàng loạt ngay trong giai đoạn đoàn công tác liên ngành của quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh sau quân kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng đang dấy lên nghi vấn đã có phải là động thái né về kiểm tra của lực lượng chức năng theo Hiệp hội Kim Hoàng thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều tiệm vàng thực tế đã đóng cửa từ rất lâu trước đây về những lý do khách quan như trả mặt bằng kinh doanh, thu hẹp kinh doanh. Tuy nhiên, cũng có một số tiệm vàng sợ bị kiểm tra nên tạm thời đóng cửa. Cũng theo Hiệp hội Kim Hoàng thành phố Hồ Chí Minh, về cơ bản các hoạt động kinh doanh vàng bạc của thành phố đều đảm bảo chất lượng, tuy nhiên cũng còn những khó khăn trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh vàng theo quy định. Bán truyền thống nào giờ thì cũng cũng có những cái cái gì thí dụ như cái tem đi. Cái tem tôi làm theo cái nghị định 21 thì họ đến họ chỉ dẫn và làm theo cái 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 tem của cái thông tư 22 ví dụ vậy. Có cái gì sai phạm thì họ ra phạt. Nhiều cái mình không biết thì họ chỉ dẫn. Quan động kiểm tra tình hình kinh doanh vàng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước trong bối cảnh giá vàng trong nước và thế giới tăng nóng, qua đó nhằm chấn chỉnh lại hoạt động thị trường vàng, đảm bảo minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Cuối bản tin là thông tin thời tiết hôm nay tại một số tỉnh thành trong khu vực. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng An ninh cờ cảnh. Quý vị cũng có thể xem lại bản tin này vào lúc 14 giờ 50 phút hôm nay trên sóng truyền hình hoặc xem ngay trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.